Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real kia mình và chúng ta cùng nhau đến ván đấu thứ ba, cũng là ván đấu cuối cùng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Lúc này thì là một đường bay kéo dài đối với là Grim Nam và nó sẽ kết thúc trong vực cảng lớn, một cái đường bay mà nó khá khó chịu đi. Với cái đường bay này thì tôi phải nói thật với các bạn là trong cái vòng bo đầu tiên phải chết một nửa. Và lúc này thì AK Phú Đại, Hades Gaming, Tam Ga cũng như là Quỷ Dữ, họ quá thoải mái rồi, hai ván đấu top 1 quá thơm rồi, ai cản nổi AK đây. Đây là VE và Royal sẽ chỉ chơi với ba người mà thôi, mất bố đi một đông rồi. Đen, đời đã đen được có lắm lông. Troll Gaming cũng như thành viên đó là Gắn Thần Tiến này và Dương GM, họ liệu sẽ nhảy được khu vực cảng lớn tiếp giống như là ván đấu đầu tiên hay chăng? 108 thắng TV, họ sẽ đáp xuống đó là khu vực tháp đồng hồ. Và ván đấu trước thì team này toang hơi nhanh khi mà cả phía bóng như là anh em thắng TV thì bị bắt bài từ vị trí team lead nếu mà tôi nhớ không nhầm. Nhưng ở đây có King of Free Fire và King of Free Fire cũng sẽ đáp xuống khu vực tháp đồng hồ, nhưng sẽ đáp xuống khu dưới. Hèn như là Fuji, V và Blue Sara đang rất khẩn trương lút đồ. Interbell lão gió xin cấp mẹ mồm đi, cũng như là LBGN của GK đã phát hiện đối phương thì xong rồi. Cụ đi sở ngọ chắc nó phải gọi là lạnh toan, đó là pha bắn cục đến từ vị trí của LBGN bằng khẩu G18, mùi G18 mà nó quất vào đầu, thế có chơi bời gì nữa. Vâng, pha bắn rất hay dành cho vị trí của GK LBGN. Đây là Troll Gaming, Holy, Miêu Tay To, Bắc Nam. Và tôi đang thấy sao Bắc Nam này bên khá nhiều máu rồi, nhờ được cái vật thùng lũng này có lẽ nó cặp ngay một hàng ở đây. AFK Hero đang va đầu xung với đối vừa nhấn lại phải nắm xuống dây mạng cũng đến vị trí LBGN, double kill dành cho vị trí LBGN. Và nhìn thấy kiểu bắn mà vừa nhảy vừa bắn cái dáng đấy nó không lệch đi đâu được. Hôm nay thì AFK cỏ đây 77 lãng hút, cảm thấy ôi trời ơi có điều gì đấy nó khó thở rồi. Vâng, khó thở thực sự trong trận đấu này. Đây là Phương Ni, WAB Check và KICM cũng như là Gấu Trúc và WG Firefly, họ đang có mặt ở bên trong vực đó là doanh trại mà thôi. GK và Ray vẫn sẽ bắt đầu vào đấu ở bên trong vực đó là trường tầm bắn cũng như là nghĩa địa. Và tôi nghĩ rằng phần ghi mờ mà cú tứ như là C4 họ sẽ phải cẩn thận hơn. Đây là Linty, Duy Hai, Canam, Lù và Sơn, họ vẫn đang di chuyển ở đâu đó bên trong vực cổng trời. Và có lẽ rằng team Lin họ cũng sẽ có ra mình những cái pha thi đấu cẩn thận và nó chưa có ra mình top 2. Mấy cô 7 có cho mình mạ gồm đầu tiên trong trận đấu này, và vị trí của Mêu Tay To lã ngũ à, còn vị trí là LBGN à, chơi bố mày. Vâng, chơi à, chơi tan nhau và một pha gãy do bị ngã từ vị trí của lã ngũ. Chỉ có lại mình cỏ đây thôi, với khẩu VNS này thì có lẽ là chỉ có đủ để bắn chim, chứ bắn người nó hơi khó rồi. Lã ngũ sẽ bị ạ gục trong tình huống này và anh ta nằm ở một chỗ nó khá trí, nhưng mà đối phương vẫn quyết tâm sẽ có bạ gục vị trí của anh ta. Bây giờ đối phương sẽ đẩy lên, như vậy lã ngũ coi ta tự chết vì tự sát như vậy vì bị đối phương bắt. Cỏ đây và đang di chuyển, và AFK cỏ đây, cô bé cỏ đây có chạy đấy không, chạy rất trí từ vị trí của cỏ đây, nhưng ở dưới vẫn còn một thằng. Tư duy đi, tư duy vô cực đi, đang bị bắn rồi và đó là bạ gục đến từ vị trí của cầm mẹ mồm đi. Và tìm ý thì bề lão gió quét sạch team của AFK cỏ đây trong trận đấu này. Và một pha thi đấu đầy tư duy, nhưng mà họ đã mất đi cho mình tay gánh team đó là LBGN. Đây là Troll Gaming, team của AFK Hero đã bay màu rồi. Đây là Phương Nì cũng người đồng đội mình và đang di chuyển ở bên trong vùng doanh trại. Ở đây gặp đối phương thì hơi căng. SCVG và Ray vẫn bắt đầu vào đấu ở bên trong đó là khu vực kho quân sự. Jerry GM, Kaya GM, Hổ như là Oscar. Hôm nay họ có lẽ sẽ vẫn duy trì cái cách chơi vào đấu trước, tức là lút đồ trong khu vực kho quân sự này, sau đó thủ ở trên cái đồi cao này mà thôi. Top 5 ở trong cái giải đấu này sẽ đi tiếp vào trong trận chung kết, cũng như là hai team mà được fan hâm mộ bầu chọn nhiều nhất thì cũng sẽ được ở lại với giải đấu này. Vâng, đấy theo tôi biết là như vậy. Ngày mai thì team của Starboy, Sĩ Kẹo rồi các kiểu Na Điểu sẽ thi đấu nha anh em. Đây là Phú Đại, Hades, Tam Ga như là Quỷ Dữ, IK. Thực ra với lượng điểm của họ lúc này, với hai ván top 1 và một lô điểm hạ gục, thì bây giờ vào đây họ vừa thi đấu vừa chơi thôi. Vâng, tầm này thì mình vào làng thông mình làm nồi lẩu, vâng, cho nó vui chứ. Tầm này thi đấu cái tầm này thi đấu cái gì nữa. Đây là VE Boss cũng như là bé Bim Sinh Gái và Mây Cô 7. Nhưng biết đâu họ lại muốn là làm ba quả top 1 làm quà cho AS Mobile sao. Vâng, AS Mobile theo tôi biết hiện tại đang ở Hà Nội và đang đi quay clip gì đó. Hôm nay thì bé Bim Sinh Gái có mạ của một vị trí của King of Free Fire V. Hơi nguy hiểm nha, hơi nguy hiểm nha. Và lúc này thì King of Free Fire và Sarang họ sẽ cần hội quân ở một điểm nào đó để có một cái pha thi đấu rất là cẩn thận hơn. Vòng bo đầu tiên của chúng ta nó sẽ thu vào nửa dưới của bản đồ, và có vẻ như cái khu vực nhà máy điện bên tay phải, bây giờ khu vực cực nam nhà máy điện sẽ là nơi mà các team họ sẽ muốn hướng tới. Và tôi nghĩ là như vậy. Đây là ITB lão gió Jin, bây giờ cơ mẹ mồm đi, vẫn đang có mặt ở bên trong vực khu dân cư mà thôi.
rồi. Có đứa mình đó là giáp 1, Jin có đứa mình mũ 2 giáp 3, lão só có đứa mình mới chỉ được cái mũ 1. Vâng, mùa đông đang lạnh như thế này. Ơ, theo tôi biết là lão só đang ở Hà Nội luôn. Vâng, lão só đang đi quay phim với cả AS Mobile. Vâng. Đây là Lộc 62 Holy GM, Hồng Nhật Bắc Nam, Tam Ca bị hạ gục rồi, chuyện gì đang xảy ra? Vâng, đó là một pha mà có lẽ là AFK đang không có thế chủ động hạ gục được vị trí của VE. Như vậy là AFK quét sạch team VE trong trận đấu này. Họ chỉ mất đi được mình đó là Tam Ca mà thôi. Vâng, có vẻ như càng ngày bắn phú đại và quỷ dữ càng ngày bắn càng hay thì phải. Và đó là pha quét sạch vào vị trí của team VE. Team VE có lẽ họ yếu thế hơn trong tình huống vừa rồi. Trở lại CB và đấu chúng ta hôm nay thì GK, họ và đấu này sẽ cần một cái top cao. Họ sẽ cần một cái top cao, họ sẽ không thể chơi kiểu bung lụa giống như những gì mà họ đã làm trong hai bàn đấu đầu tiên được. Lúc này sẽ là pha đánh xe thẳng sâu ở bên trong vực bản đồ. Tôi nghĩ họ sẽ hướng tới đó và sử dụng cơ khí trước. Lin và đấu trước thật là phí, nhưng mà Lin lù có rất nhiều cơ hội để kéo team Lin có là một cái top 1. Nhưng đó là một pha bỏ qua cơ hội rất phí đến từ vị trí của Lin lù. Và lúc này Lin tỉ, Duy cũng như là Sơn, họ vẫn sẽ chạy sâu ở bên trong vực khu dân cư mà thôi. Sẽ là không, tôi nghĩ họ sẽ chiếm một vực đèo đá. Team Lin họ sẽ muốn chiếm một đèo đá này. Đây là một điểm phòng ngự tốt. Tuy nhiên có vẻ như họ lại đang muốn chạy sâu hơn. Họ sẽ muốn chạy sâu hơn lên khu vực nào đây? Ở trên này thì sẽ ở cái khu vực căn nhà kho đèo đá này thì cũng được. Hoặc là họ sẽ có thể chiếm lên khu vực cái nhà đá ở phía dưới vực cổng trời này, cũng là một điểm phòng ngự tốt. SCVG buộc phải di chuyển bên trong vực cổng trời vì vòng bo sẽ không thu vào bên trong vực kho quân sự. Sẽ làm pha đi rất nhanh. Đây là Jerry mới có nó mình đó là cái giáp 1 thôi. Mũ 2 giáp 2 Kaya có vẻ như giàu hơn với người đồng đội mình một chút. Hổ có nó mình mũ 2 giáp 2 và Oscar có đội bình mũ 3 giáp 5, nhưng anh ta lại đi cuối cùng. Vâng, thật là lạ khi mà anh ta đã quyết định là đi cuối cùng ở trong cái tình huống này. Anh ta mũ đồ ngon này nên lên tanh cơ và nên đi đầu tiên. Phần kia em đã phát hiện là có người ở phía trên cái chòi canh này rồi. Hôm nay thì ma vô lý cũng như là cú tứ đang tỏa ra để có những cái pha kiểm soát ở mình. Vâng, và theo tôi biết là cái giải đấu này cấm chơi iPad nên là có vẻ như là phần kỳ mờ cũng như là cú tứ đang phải chơi với điện thoại. Đây là phú đại Hades cũng như là quỷ dữ đang chờ ở bên trong căn nhà chữ L ở trên khu vực thung lũng này mà thôi. Một điểm nấp là tốt, nhưng điểm nấp này khả năng cao là nó sẽ không nằm ở trong vòng bo. Vẫn đang có những pha thi đấu cực kỳ cẩn thận đến từ vị trí của AFK trong trận đấu này. Tron Gaming sẽ có pha đẩy xuyên qua khu vực nghĩa địa và họ sẽ hướng tới khu vực thung lũng. Như hôm nay khoảng cách của họ đến vòng bo là tương đối xa. Vâng, tương đối xa dành cho vị trí của Tron Gaming, sẽ mất rất nhiều thời gian cho Tron Gaming di chuyển sâu đến bên trong vòng bo này. Đây là AFK thắng phía bóng soi sáng TV. Cùng với đội mình ở bên trong vực tháp đồng hồ, 36 người chơi đang còn lại trong trận đấu này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Riaki mình, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe. Tôi thấy thằng TV ở phía bóng toang thật sự rồi. Đó có lẽ là pha đẩy vào đến từ vị trí của GK hay chăng? Và AFK soi sáng và thằng TV sẽ phải bỏ chạy. Vâng, và đó là những pha tấn công đến từ vị trí của GK. Nhưng GK có vẻ là hơi bay rồi khi mà Mai đã phải nằm xuống, Mai đã được cứu lên được người đồng đội của mình. Có lẽ em pha công lên đến từ vị trí của đối phương. Lúc này thì Phan Game đã có những pha nhấp nhả là tốt. Phan Game đang được bắn rồi. Phan Game bắn SKS khá thấm trong tình huống vừa rồi, vẫn đang được bắn từ vị trí của Phan Gamer. Đây là ma nhân vô lý, cú tứ đang phải di chuyển ngược lại bên trong vực sở khí này để bảo toàn sự an toàn cho mình. Cú tứ có mạ của vị trí thắng TV, phía bóng bị hạ gục đến vị trí của ma và đó là pha công tròi. Bây giờ quyết định là sẽ quay trở lại vực sở khí khi mà ở đây lúc này đang có một team khác can thiệp vào vị trí đứng của họ. Phương Ni, Jack cũng như là Gấu Trúc và Firefly, họ đang di chuyển từ phía của làng Rim Nam và chạy cắt qua bên vực sở khí này. GMGK hôm nay họ đang quyết định là sẽ phải phòng ngự lại trong vực này mà thôi. Rimlin họ quyết định là vẫn sẽ chiếm lấy khu vực đèo đá này. SCVG đang di chuyển về sau vực cổng trời và 34 người chơi thì chúng ta còn lại cho ván đấu này. Phú Đại, Hades cũng như là quỷ dữ IK họ đang có mặt bên trong vực sở ký và họ sẽ tiến tới khu vực khu dân cư. Vâng, và để xem là AFK tình huống này có đụng độ với ai hay không. Vâng, trong cái tình huống vừa rồi chạy khu vực sở khí thì có vẻ như AFK chính là người vừa bắn nhau với cả team GK. Tuy nhiên thì họ không có những pha gọi là đẩy vào vì họ chỉ có 3 người thôi mà họ không muốn chết sớm. Trở lại CB và đấu chúng ta hôm nay, đây là Tiến cũng như là Dương GM, Tron Gaming và Gan Thần, và để xem là họ có thể làm gì trong bài đấu này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho Rika Khịa một like, một subscribe, follow được đẹp trai và xinh gái nha anh em. Trong vực tháp đồng hồ thì thắng TV và soi sám TV vẫn đang có những pha phòng ngự, và phòng ngự là cực gắt đến từ hai thành viên đến từ team của thắng TV này. Blue Sarang, Fuji cũng như là Hen cũng đang phải nín thở chờ đây mà thôi. Vòng bo sẽ thu vào bên trong cái khu vực sở khí này, tôi tin là như vậy. Thì SCVG Hồ có mạng hạ
cột vị trí Lin Duy rồi. À, hôm nay thêm Lin chỉ còn lại hai người mà thôi. Cái điểm năm họ là tốt, tuy nhiên thì SNG hoàn toàn thể công ở đây. Kaya sẽ có pha đẩy vào đội mình. Trong khi đó đây là Hổ, Oscar, Hổ sẽ có pha đẩy vào đây không? Họ sẽ sớm tiến và bắt được vị trí đối phương. Team Lin, Lin tỉ và đang di chuyển khá ngáo đá trong tình huống này. Họ chạy xuống phía dưới để né đi con mắt soi mói đối phương ấy chăng? Trong khi đó SNG quyết định sẽ không đẩy xuống và Lin tỉ và Sơn sẽ có pha di chuyển và chạy sang khỏi khu vực này. Vâng, trở lại thì về vào đấu chúng ta lúc này thì đây là trôn nghề mình. Gắn tần SMGO hạ cột vị trí Lin tỉ, tôi nói có sai đâu, chạy kiểu đéo gì. Vâng, không thể nào mà chạy được trong tình huống này. Vâng, có một thằng nó bảo tôi là vãi đọc rap à, đó là bạn Quỳnh Thi. Vâng, có lẽ đây là một bạn gái, vâng, còn đang tuổi học sinh và chưa đến tuổi dậy thì. Có lẽ là bạn này chưa bao giờ lên kênh của Ria Kia Minh, bình luận viên gắt con mẹ nó nhất Việt Nam luôn. Vâng, có đó là lý do vì sao các bạn không biết. Vâng, các bạn bảo là Blue Sun đang chơi iPad à, thì tôi đéo biết. 31 người chơi thì chúng ta còn lại trong vào đấu này. Hôm nay thì Phú Đại, Hades cũng như là quỷ dữ IK và đang chờ ở bên trong vực khu dân cư này mà tôi. À, Phú Đại có cho mình mũ 3 sắp 4 rồi, đồ đạc Phú Đại là quá ngon. Hades có cho mình mũ 1 sắp 3, sắp 3 bay đi một nửa lượng độ bền. Trong khi đó thì quỷ dữ IK có mình đó là mũ 3 sắp 4. Chốt nghe mình ngăn thần tiến nè và Dương GM. Họ vẫn đang chờ ở bên trong vực tháp đồng hồ. Và nếu như mà các bạn chưa bao giờ mà xem kênh của Ria Kia Minh và chưa biết cái độ cà khịa nó vãi hàng con đại bàng của tôi thì các bạn nên xem đi, follow đi, đẹp trai và được xinh gái. Còn các bạn nào mà không follow thì các bạn sẽ không đẹp trai và xinh gái bằng những bạn follow. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá là các bạn đã đến kênh này thì các bạn là những người đẹp trai rồi. Vâng, và là người xinh gái và hơi xàm một tí. Lúc này Sói Sán TV vừa thấy một thằng bỏ mẹ chạy vào đó là cái khu vực hầm của tháp đồng hồ. Nhưng mà có lẽ Sói Sán TV người ta sẽ không tấn công. Đó, lúc này đây là Blue Sara như là Fuji và Hen nó vẫn đang có va chạm thôi. Phát hiện ra có những cái đốm đỏ ở bên trong vừa sở khí và đó chắc chắn là mấy thằng GK. ITB lão gió Jin cầm mẹ mồm đi và đang chờ ở bên trong khu dân cư này. Fuji đã bị ạ cùng đến với gấu trúc rồi. Vâng, SP gấu trúc có được bình mạ cùng đầu tiên trong trận đấu này. Phát hiện ra có đâm đỏ bắn đến được vị trí gấu trúc. Gấu trúc bắn như ăn cắp và đã có những cái pha gây ra rất nhiều sát thương cho mình. Vâng, bắn căng đét và khét lẹt lẹt. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì follow cho mình nha. Đây là GK. Hôm nay thì ma vô lý cụ tứ. Và hôm nay GK có thi đấu như gà mắc tóc. Có vẻ như là thi đấu với những team này còn khó hơn cả thi đấu trong Ultimate League ngày hôm qua ấy chăng. Hôm nay ma vô lý cụ tứ phân game và đang chờ. Cụ tứ phát hiện ra có người, cụ tứ hôm nay bắn hơi chậm. Vâng, cụ tứ hôm nay bắn hơi chậm anh em ạ. Vâng, vẫn đang có những cái pha chờ đợi đến ở vị trí của GK và liệu rằng cái vòng bo nó thu về đây hay không. Tôi vẫn đang tin vào khả năng cầu bo ở ma. Vâng, khả năng cầu bo ở ma nó một cái điều gì đó mà nó quá ghê đi. SCVG vẫn đang có mặt ở bên trong vùng dân cư và liệu họ đẩy vào ai không. Sao mình cái team này chơi cẩn thận đấy nhỉ? Tôi cảm giác là cái trận này nó còn chơi cẩn thận hơn cả so với Ultimate League. Vâng, thực sự luôn, nó chơi cẩn thận hơn cả so với chung kết Ultimate League ngày hôm qua. Đây là Phú Đại, Hades và Quỷ Dữ mà đang chưa đi đâu cả và đang chờ tìm người TP lão gió vào để chơi nhau. Vòng bo thu vào, vòng bo sẽ cắt trong vườn xưởng cơ khí khu dân cư như là máy điện mỗi chỗ một tí. Đây là Quỷ Dữ người ta đang có những pha bật nhắm nhấp nhả để xem là có thằng nào di chuyển qua đây không, bắn chết nó ngay. Các bạn bảo tôi uống nước, yên tâm tôi uống nước đầy đủ lắm, ngày đi đáy 5 lần. Đây là Chôn Nghề Mình cũng như là Căn cũng như là Tiến Nè và Dương GM quyết định sẽ phải mở đường máu chạy vào bo rồi. Chạy qua vườn trường học này sẽ bị bắn đến từ vị trí của King of Free Fire, không thể làm khác được. Và đang di chuyển khá chậm rãi. Đi kiểu gì đấy? Vâng, ôi, một pha thi đấu, một pha di chuyển nó khá là khó khăn đến được vị trí của Dương GM. Anh ta lái xe ra, sau anh ta lại đánh xe vào. Lạ thật sự, Sói Xám TV đã phải nằm xuống rồi. 29 người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì follow nha. Blue Sarang và King of Free Fire Hand vừa rồi thì họ nhìn thấy có chiếc xe đi qua. Nhưng họ không bắn, tại vì họ sợ. Vâng, cơ bản họ sợ thôi. Vâng, sợ thôi, nhưng mà nếu mà tôi bắn luôn rồi đấy. Đây là ITB lão gió, như là Jin cầm mẹ mồm đi và đang có pha di chuyển qua bên tay phải vòng bo. Vâng, và đầu chúng ta vẫn đang diễn ra hết sức là căng thẳng. Bắc Nam GM ngất rồi anh em ạ. Vâng, ngất thật sợ. Vâng, đang pha di chuyển vào đây là Holy. Holy sẽ cố gắng mở đường máu vào, không ai cứu được vị trí của Bắc Nam. Và đó có lẽ là thêm mạ gục nữa dành cho vị trí của GK. Hôm nay team của Phương Ni vẫn đang có mặt ở bên ngoài của nhà máy điện này. Bắc Nam GM không ai cứu anh ta cả. Jack cũng như là KICM và gấu trúc Firefly ở Phương Ni vẫn đang di chuyển vào. Đó là mạ gục dành cho vị trí của Cú Tứ.
rồi. 28 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Phú Đại vẫn đang cố gắng. Đây rồi, Phú Đại lại phát hiện ra một người, lại tiếp tục vươn tầm. Một Phú Đại vươn tầm đẹp mắt thế nhở. Vâng, tôi phải nói thành quyết tâm là Phú Đại vì TPG đã phải nằm xuống. WG Firefly đã cùng đến chính là Phan Giver. Hôm nay thì giữa IK đã xấy đi từ bóng kèo đối phương. Tôi phải nói là thánh vô tâm Phú Đại rồi. Phú Đại vô tâm ghê quá anh em ơi. Vâng, đây là chôn game mình. Hôm nay họ đang gặp khó khăn trong việc đẩy vào bo. Chỉ còn lại Tiến nè thôi, cú tứ hạ của vị trí của Dương GM rồi. Vâng, có vẻ là mạng bây giờ đang tập trung vào hết cho thành viên của team GK. Mà vô lý các kiểu là điều tiếp tục con và bắn ngã. Và team của Phương Nì bị quét sạch đến được vị trí của GK trong trận đấu này. Rồi, GK nó nhiều mạng này nó lại đi tiếp rồi. Sao chơi? Chôn game mình cũng đã phải nằm xuống. Có lẽ là GK họ chứng minh là những cái tình huống trong cái bàn đấu trước nó chỉ là tai nạn thôi. Vâng, và lúc này thì đang có những pha thi đấu là tốt. Văn Ghi em ta đang căn M79. Bắn một phát M79, 173 máu, 137 máu. Thắng TV đã toang rồi. Hay là GK họ sẽ va đẩy vào. Văn Ghi em đang va đẩy vào. Ma hạ cùng được King of Free Fire Hand, cũng như là Blue Sarang. Và team GK họ có cho mình đó là 12 mạng hạ gục tính đến thời điểm này và đấu rồi. Vâng, họ đang chứng minh sức mạnh của nhà đương kim vô địch của Ultimate League mùa 2. Vâng, đấy mình chơi như thế, chơi như hai ván đấu trước mất hết khách. Vâng, trở lại gì về ván đấu chúng ta hôm nay. Tam ca cùng thành viên của AFK và đang có pha thủ bên trong vườn sở khí. Trong khi đó thì cầm mẹ mồm đi, anh ta và đang cảm thấy khá khó khăn cho ván đấu này. GK phát game mạ vô lý gần cú tứ, đang thi đấu quá ghê. Vâng, lấy cả cái đội hình này mà đi chơi nhau trong giải đấu như này tôi cảm thấy hơi quá tay. Vâng, tôi đang sợ là các team khác họ cảm thấy GK quá mạnh ở tẩy chay giải đấu ấy chăng. Đây là Linh Sơn. Rồi Linh Sơn đã có và quay tay và đang cố gắng đẩy sâu đúng không? Vừa bóng bò, GK Fun Game không bỏ lỡ cơ hội hạ gục ngay Linh Sơn với vài pha bắn Groza. Và đó là mạng hạ gục tiếp theo dành cho vị trí của GK. GK đang thi đấu như lên đồng. Thực ra GK nếu mà không bị gạt bò sớm thì họ sẽ có hạ gục tốt mà thôi. 12 người chơi thì chúng ta còn lại vào đấu này. Vô lý hạ gục vị trí cầm mẹ mồm đi. Và cầm mẹ mồm đi, bây giờ thì được cầm mồm thật sự rồi. Và vẫn đang có những pha bắn cho vị trí SL Oscar cũng như Jerry Gaming đang có pha đẩy vào đội mình. AFK Phú Đại, Hades và Quỷ Dữ đang muốn có mình top 1 thứ 3 liên tiếp trong ngày hôm nay. Trở lại gì về bàn đấu chúng ta hôm nay, đây là GK Funky Em mà vô lý cú tứ và đang có những cái pha kiểm soát bò là tốt. Chỉ còn lại 11 người, ai sẽ là người bắn trước? SVG đang được bắn rồi. SVG đã phát hiện ra đó, những thành viên GK di chuyển ở bên trong vòng. Hôm nay SVG đang được bắn rồi nhưng mà họ vẫn đang có những pha thi đấu là tương đối cẩn thận. Oscar vừa rồi người bán đang được căn kè. Phú Đại đang cố pha nhạc kè huyền thoại nhưng mà Phú Đại kè nó hơi trượt. Vâng, lẽ mà kè vào đầu thì ngon hơn. Hôm nay thì AK đang có một pha đấu với cả SCBG. Vâng, pha tam quốc diễn nghĩa. Phú Đại sẽ pha đẩy đấy chẳng. Đây là Funkeemer. Funkeemer phát hiện Phú Đại đẩy đến. Funkeemer bắn được một người rồi, đang tiếp tục được bắn. Với đó là bạn cũng đến vị trí của IC của Funkeem vào vị trí của SCBG. Lúc này đang được bắn mai thì phút tâm là khá ghê. Đây là vô lý liệu đang bắn tới rất nhiều. Một quả M79 phát hiện ra AK di chuyển vào. Bắn GK vô lý bắn gãy ở vị trí Phú Đại. GK vô lý đang tiếp tục bắn. Quỷ Dữ đã phải nằm xuống. Hades hạ của vị trí SCB Oscar. Ở ván đấu này thì GK sẽ có mình đó là vị trí top 1 rồi. Các team khác cũng đang tự bóp nhau. Hades sẽ chết ngoài vòng. Phan Kỳ em đẩy vào, Ma đẩy vào. GK phân game hạ của vị trí SCB hổ bằng gầu M79. Thì còn lại một người mà thôi. Cú tứ đang đi lùng. Chỉ còn lại mình gây ra. Và bốn thằng GK nó cầm chảo, nó phang. Và đó là pha phang chảo đến với chiếu cú tứ và team GK có cho mình top 1 ở trong ván đấu này. Và quá ghê, đội bán dê phang chảo quá kinh luôn. Và một pha gọi là đứng ôi xếp hàng rất đẹp đến với chiếu của GK. Và GK tổng cộng họ có mình sương sương 18 mạng hạ gục ở trong ván đấu cuối cùng ở trong bảng A thi đấu ngày hôm nay. Và chơi này nghỉ thôi, chơi này nghỉ thôi, chơi này chết. Và chơi này chết thật sự, chơi này mất hết khách anh em ơi. Wow, GK cục quá. Mùa trước của giải này thì GK không chơi. Mùa tháng 10 thì GK không chơi. Tháng này mới chơi. Wow, chơi này toang. Toang thật sự. Toang.